Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bất Động Sản Quyên Hôm nay mình sẽ nói về thúc tiến độ đấu thầu dự án Tân Phạn Nhân Trạch để kịp khởi công vào cuối năm 2021. Mới đây, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc có ý kiến với nhà tài trợ EDCF để đẩy nhanh tiến độ xử lý các công việc đấu thầu dự án thành phần 1A, dự án Tân Phạn Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành Đai 3, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải và nhà tài trợ EDCF để đẩy nhanh tiến độ xử lý các công việc thuộc dự án thành phần 1A, dự án Đồng Phạm Nhân Trạch xe động 1 thuộc đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là các công việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây lắp, đề cương nhiệm vụ, dự toán tư vấn giám sát, hồ sơ mời thầu xây lắp, tư vấn giám sát, vân vân, phấn đấu khởi công dự án trong năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Dự án thành phần 1A thuộc dự án tầng phạm nhân trạch xe đồng 1 là dự án ODA sử dụng vốn vay chính phủ Hàn Quốc thông qua EDCF nên cần sự phối hợp đồng bộ cả từ phía Bộ Giao thông Vận tải và nhà tài trợ EDCF thì mới đáp ứng được tiến độ như dự kiến. Trong đó quá trình đấu thầu có nhiều bước phải có ý kiến chấp thuận của cả nhà tài trợ EDCF trước khi Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt như hồ sơ mời thầu xe lắp, tư vấn giám sát, danh sách ngắn tư vấn giám sát, kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật xe lắp, tư vấn giám sát, dự thảo hợp đồng xây lắp, tư vấn giám sát, vân vân. Hiện tại, ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã lập xong hồ sơ mời thầu xây lắp, tư vấn giám sát và đang đề nghị cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông kiểm tra. Đồng thời đã gửi bản thảo lấy ý kiến từ nhà tài trợ EDCF từ tháng 7 nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ phía nhà tài trợ EDCF. Vì vậy, ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có công thư gửi nhà tài trợ EDCF đề nghị hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xử lý các công việc trong quá trình đấu thầu dự án thành phần 1A, dự án Phạn Nhân Trạch giai đoạn 1 để kịp tiến độ khởi công dự án vào cuối năm 2021. Dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn tông vạn nhân trạch giai đoạn 1, chiều dài khoảng 8,75 km, điểm đầu giao với đường tỉnh 25B thuộc địa phận huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai và điểm cuối giao cắt với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc địa phận quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư 5.329 tỷ đồng gồm vốn vay ODA thông qua quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc EDCF gần 4.200 tỷ đồng, còn lại vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Chi phí giải phóng mặt bằng cho dự án khoảng 625 tỷ đồng gồm 476 tỷ đồng ở phía Đồng Nai và 149 tỷ đồng tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy để lại một tim và nhấn theo dõi kênh bất động sản Quyên Hôm nhé.